Mùng 3 tháng 7 năm 1968. Tháng 7 lại về với những cơn gió nam xào xạc thổi rung cây. Từng buổi sớm mai dịu mát và từng đêm trăng êm ả giữa rừng. Trong cái nắng chói chang cháy bỏng, tháng 7 năm vẫn nặng trĩu đau thương căm thù. Từ những năm xa xôi, mình đã biết tháng 7 với những ngày 20, ngày hội nghị hiệp thương. Nhưng nhận thức cho đầy đủ về ngày đó, về cả một quá trình cách mạng vĩ đại trên mảnh đất Việt Nam ngàn lần anh hùng này, thì hình như mới độ 6 năm nay. Đó là một mùa hè ở Hà Nội, khi đêm tháng 7 êm dịu ôm chùm lấy không gian trên con đường vắng. Mình từ giã người chiến sĩ giải phóng quân tiến anh lên đường đi vào cuộc kháng chiến thần thánh. Từ đó đến nay, mình đã đứng lên mỗi khi tháng 7 lại về. Giờ đây cũng là một ngày tháng 7. Giữa núi rừng, mình cùng thương binh chạy càn ở tư thế chiến thắng. Chỉ có những người Việt Nam chúng ta mới thấy được khí thế chiến thắng, dù địch đang đuổi sau lưng, dù vai nặng chịu ba lô, dù chân đạp rừng băng suối đi lạc địch. Bỗng nhớ đến câu thơ của Tố Hữu: có nơi đâu trên trái đất này như miền Nam đắng cay chung thủy, như miền Nam gan góc dạn dày. Nhà thơ của chúng ta đã nói đúng vô cùng. Vì có nơi đâu như mảnh đất này không? Có nơi đâu mà mỗi người dân đều là một dũng sĩ diệt Mỹ, mảnh đất thấm máu kẻ thù. Mỗi gia đình đều mang nặng khăn tang mà vẫn kiên cường chiến đấu với niềm lạc quan kỳ lạ. Thùy ơi, vinh dự biết bao khi Thùy được đứng trong đội ngũ chiến đấu ấy. Mùng 5 tháng 7 năm 1968, một người bạn của M về bệnh xá. Câu chuyện mà anh nói với dụng ý vun đắp cho quan hệ giữa mình với M, người lại chỉ làm mình thêm tự ái và buồn. Quả thực M không xứng đáng tình yêu chung thủy của mình. Tại sao mọi người lại khuyên mình hãy tha thứ và trở lại với M? Không đâu, mình không bao giờ chịu một tình yêu chắp vá. M cũng phải là kẻ chịu van xin mình tha thứ để được một tình yêu chắp vá. M nói rằng anh không hề phạm một sai lầm nào, dù nhỏ đối với mình. Đó là một lời nói không thực. Chính buổi chia tay cách đây 8 năm về trước, M đã nhận sai lầm là tại sao lại ngỏ tình yêu với một người con gái mà anh biết không nên đặt vấn đề yêu đương và xây dựng gia đình. Sai lầm đó là khởi đầu để rồi sau này mờ tiếp tục sai lầm nữa. Mờ ơi, nếu anh đọc những dòng này, anh sẽ nói sao? Sẽ mất bao nhiêu đêm để tranh luận cùng em cho ra lẽ? Mùng 6 tháng 7 năm 1968, những lá thư mộc mạc chân thành vẫn không sao an ủi và làm vơi đi nỗi nhớ thương của mình. Anh em bè bạn ở đâu cũng nhớ, cũng thương mình. Vậy mà sao mình vẫn thấy cô đơn? Mình chưa được đứng trong một tập thể tiên phong nhất. Trái tim mình thiếu ngọn lửa của Đảng và của tình yêu sưởi ấm. Mình đã đến với Đảng bằng cả con tim chân thành tha thiết, nhưng hình như sự đáp lại lại không hề như vậy. Và với M, anh cũng đã không xứng đáng. Cuộc đời có ba việc lớn: lý tưởng, sự nghiệp và tình yêu. Chưa việc nào mình đạt được cả, vì vậy không buồn sao được. Những ngày này nhớ nhà vô kể, trong gió rừng
Mình nghe tưởng như khóm mía sau nhà đang sao xác chở mình cọ lá vào nhau. Nắng hè chói chang, mình tưởng như đang cùng bạn bè học tập và vui đùa trong những chiều hành lang đầy nắng ở bệnh viện Bạch Mai. Bất cứ một hình ảnh, một âm thanh nào cũng đều có thể gợi lại những ngày sống trên miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Bây giờ ngoài ấy ra sao? Ba má làm việc có thoải mái không? Có gặp vướng mắc gì trong công tác không? Ba má yêu thương ơi, đứa con gái mà ba má đã cưng từ thuở nhỏ ấy bây giờ đang thật sự bước vào một cuộc đời thực tế hết sức với đầy đủ mọi mặt. Yêu thương, căm giận, tin tưởng, đau buồn, một cuộc đời có đầy đủ máu, nước mắt, mồ hôi và cả thắng lợi giành được từ trong muôn vàn gian khổ ấy. Ba má có tin rằng con sẽ vượt qua được không? Đứa con gái đa sầu đa cảm nhưng lại giàu niềm vui và nghị lực của ba má sẽ chiến thắng. Đó là một lời hứa nghiêm túc đó ba má à. Mùng 8 tháng 7 năm 1968. Mấy bức tranh và dòng chữ đơn sơ của Mùi gửi tặng làm cho mình cảm thấy bâng khuâng. Lần này mình không viết cho Thùy Trâm một bức thư, không phải vì mình không thương yêu người bạn cái rất quý của mình. Vậy thì vì sao hở Mùi? Tâm tình những đứa tiểu tư sản bao giờ cũng phức tạp. Có điều lạ là mình vẫn muốn như vậy hơn, chỉ giản đơn, rành mạch chất phác như người nông dân. Tính tiểu tư sản của mình còn ở đó đó, chứ không phải như họ nói mình tác phong tiểu tư sản đâu. Tiểu tư sản gì đâu trong tác phong, khi mà mình hòa mình được khắp trong mọi tầng lớp nhân dân. 11 tháng 7 năm 1968. Một đêm dài nói chuyện với Luân, một học sinh trong lớp bổ túc y tá. Những buổi nói chuyện thế này đã bồi đắp cho tình thương của mình thêm phong phú, đã xây dựng cho mình một ý thức về sự giác ngộ cách mạng và về nhân sinh quan của một người cộng sản. Hơn những bài lý thuyết, cuộc đời luôn là một bài học về những vấn đề ấy. Từ 10 tuổi đầu, Luân đã biết làm cách mạng. Em biết nỗi căm thù của một gia đình bị cô lập trước chính quyền Mỹ. Em biết nỗi thương bà già, thương mẹ trẻ thơ đang chịu muôn vàn đau khổ dưới chế độ của chúng. Và em đã đi đêm đêm băng rào ấp chiến lược, đưa tin cho cán bộ. Rồi mới 15 tuổi đầu, em cầm súng tham gia du kích. Từ ấy đến nay, bàn tay của cậu bé 21 tuổi ấy đã bao lần bắn gục giặc Mỹ và cũng đã bao lần đỡ trên tay những đồng chí của mình ngã xuống trên mảnh đất quê em. Cả mùa khô năm qua, Luân đã bám trụ cùng đồng đội du kích Phổ Vinh, ngày nằm công sự, đêm làm công tác. Mưa gió phong sương đã đọng lại trên khuôn mặt của tuổi 20. Luân hơi già trước tuổi và già hơn rất nhiều so với tuổi đời. Mình thương Luân, phục Luân. Tuy Luân còn có một số nhược điểm, nhưng đó là một trong những người dân Việt Nam anh hùng. Đêm khuya, đài phát thanh đã hết nói từ lâu, nhưng hai chị em vẫn còn thao thức. Mỗi người một ý nghĩ, mình nghĩ đến ngày hòa bình. Mình mong ước Luân cũng như muôn nghìn thanh niên miền Nam đã 20 năm dòng đắng cay gian khổ sẽ còn sống, còn được hưởng những ngày hạnh phúc ấy. Còn Luân, em nghĩ gì hở em? Hãy nuôi mãi niềm tin hy vọng của tuổi trẻ. Chị không muốn thấy sự khổ đau đọng lại trong đôi mắt còn thoáng nét thơ ngây của em đâu. 14 tháng 7 năm 1968.
Được tin cha chết, Thuận ngã trên giường khóc nức nở. Tiếng khóc cố kìm lại vẫn bật lên. Tiếng khóc của một người con trai đầy nghị lực như Thuận làm mình thấy xót xa, như thấy ai đó sát muối vào ruột. Thương Thuận vô vàn mà chẳng biết nói gì với Thuận. Thuận mồ côi mẹ từ nhỏ, người cha cặm cụi nuôi ba đứa con. Người chị gái của Thuận mới bị pháo bắn chết cách đây hơn nửa tháng, bỏ lại bốn đứa con thơ dại. Đó phải chăng là nỗi buồn thỉnh thoảng hiện lên trong đôi mắt rất đẹp của người con trai trẻ tuổi ấy? Thuận còn một em gái. Đứa em từ lúc chưa đến tuổi trưởng thành cũng đã từ lâu thoát ly, đi theo du kích và theo anh đi làm cách mạng. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, mình đã cảm thấy mến thương Thuận. Không phải vì thấy Thuận có gương mặt của actor khi anh còn là sinh viên, mà vì tính nết chăm học chăm làm, biết đối xử có tình có lý với mọi người chung quanh của Thuận. Bây giờ biết nói gì để an ủi Thuận được đây? Cha Thuận chết, ai sẽ nuôi mấy anh em thoát ly đi công tác? Nhà cửa ruộng vườn sẽ bỏ cho ai? Chính mình cũng chẳng hiểu sẽ giải quyết ra sao để trọn vẹn đôi đường. Thuận đang ngồi trước mắt mình, đôi mi dài chớp chớp, cố giấu nỗi nghẹn ngào nhưng trong giọng nói vẫn hơi đứt quãng. Chị cho em về nhà giải quyết, sắp xếp việc gia đình mấy bữa rồi sẽ lên. Nhà em giờ trâu bỏ ruộng đất chỉ còn em giải quyết, chị thông cảm với em. Không hiểu Thuận định nói gì nữa không mà câu nói dừng lại tại đó. Vuốt nhẹ trên đôi tay đang nóng bừng vì sốt rét của Thuận, mình cũng nghẹn lời. Em cứ về lo giải quyết cho xong công việc nhà, vấn đề học tập em đừng lo, chị và lớp sẽ lo tất cả cho em. Mong sao em vững vàng trong công tác và học tập. Đi nghe em, đi cho vững trên con đường máu lửa nhưng vô cùng vinh quang mà em chọn. 18 tháng 7 năm 1968, nhận được 10 lá thư miền Bắc một lúc, mỗi người một vẻ, nhưng tất cả đều toát lên niềm thương yêu tha thiết. Đối với mình và mỗi người mỗi nét vẽ thành một bức tranh sôi động về miền Bắc anh hùng. Miền Bắc thân yêu vẫn khỏe mạnh vươn lên trong bom rơi lửa đạn. Chiến tranh không hề làm chậm bước đi của đất nước ta trên đường chiến thắng. Đất nước như một người trai đầy nghị lực. Dù vết thương đau, nhưng chàng trai vẫn đi với nụ cười trên môi và niềm tin trong đôi mắt. Mình đã gặp biết bao người trai như vậy trên miền đất miền Nam anh hùng này. Và hôm nay, qua những lá thư miền Bắc, hình ảnh chàng trai ấy lại hiện lên vĩ đại và sinh động.